Đây là một ngôi nhà bỏ hoang lâu năm, cỏ dại mọc tùm, rong rêu phủ kín khắp nơi. Ngày hôm nay ngày rằm tháng 7 trời đổ một cơn mưa rất to. Chúng tôi sẽ vào ngôi nhà này để làm một nghi lễ gọi hồn ở trong đây. Dân gian cho rằng tháng 7 âm lịch, âm khí dưới đất bốc mạnh lên cao và tự suy luận rằng đó là vong hồn người đã khuất. Do vậy mà dân gian quan niệm tháng 7 âm lịch là ngày mở cửa địa ngục. Các linh hồn sẽ từ đó thoát ra ngoài. Xin chào tất cả mọi người, thì hiện tại Cường đang có mặt ở một cái căn nhà bỏ hoang ở ngay Bình Chánh. Và ngay cái chỗ này rất nhiều người dân người ta đã nói, buổi tối người ta đi ngang qua đường này nè, thấy những cái bóng trắng nó lẩn vẩn ở trong đây. Bây giờ hiện tại là Cường đang ở trong cái khu vực bên trong cái sân nhà của nhà này. Ngày hôm nay là Cường sẽ vào đây để mà gọi hồn. Đồng hành với Cường ngày hôm nay là cũng có bạn Dương Hồ. Bạn Dương Hồ ơi, lại đây. Bạn Dương Hồ là một cái người cũng đi chuyên khám phá tâm linh. Ngày hôm nay mình và với bạn Dương Hồ sẽ đi vào bên trong để mà khám phá. Và cái người cameraman của Cường là bạn Trạch. Bạn Trạch sẽ phụ trách cầm máy quay. Chúng ta sẽ đi vào trong đó, sẽ thắp nhang cầu hồn. Đi từ từ nha các bạn, để ở đây cỏ cây nó mọc lên láng gặm gặp lắm. Đù, vừa vô cảm giác là ớn lạnh rồi đó, nổi da gà rồi đó các bạn. Ây da, đi từ từ thôi. Thì mình đã có mặt ở trong cái trung tâm căn nhà này các bạn. Ở đây mình thấy có những cái ụ, hình như là ụ mối hả? Dương. Đúng không? Ụ mối hay cát đất. Ở phía sau nhà được cho là có những cái tiếng động lạ nha. Người dân người ta nghe tiếng động lạ nhiều nhất là phía sau nhà. Ừ. Nhưng mà trước khi vô á, Trạch. Mày đeo vòng vòng không? Đeo chứ, hôm bữa bị hấp lượng là sợ rồi. Đây, đeo cho. Rồi. Cho an toàn. Đợi xíu. Ở đây có một cái bức hình gia đình Chúa nè. Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu. Hiện tại trong ngôi nhà này chỉ còn một cái tấm hình này thôi các bạn. Đi ra phía sau. Hiện tại ở ngoài trời đang mưa nha. Hôm nay là rằm tháng 7 âm lịch. Thì cũng rất nhiều bạn nói với Cường là ủa tại sao không đi đêm. Thật sự là Cường kể chuyện ma thôi, chứ Cường không phải là người đi săn ma. Cái kênh của Cường không có săn ma. Nhưng mà ngày hôm nay nhân dịp rằm tháng 7 thì Cường sẽ trải nghiệm cái cảm giác ban đêm ở trong cái căn nhà ma này để cho mọi người xem, cùng với lại bạn Dương Hồ. Ê, cái này đừng có quay nha, che lại nha. Ở phía sau này bây giờ là hình như là cái gian bếp các bạn. Nước nó nhiễu rồi. Ở ngoài sau là cái gian bếp, ở ngoài sau nó cũng tùm cây cối hết rồi các bạn ơi. Mấy ngói trên kia nó cũng sụp đổ hết rồi, bong chóc tất cả các kiểu rồi đó các bạn thấy không. Quay toàn cảnh ngay cái ô cửa bên kia cho người ta coi luôn kìa. Ô cửa kìa đó, rễ cây nó lên láng hết rồi các bạn. Cường sẽ bài đồ cúng ngay tại đây và cầu hồn để xem là ở đây có cái tín hiệu gì hay không nha. Mình sẽ đặt cái đồ cúng ngay tại giữa. Đây là bó nhang. Mình sẽ đốt lên. Lên cây thôi. Cường sẽ thắp nhang để mời gọi những oan hồn về đây để mà dùng cái buổi tối ngày hôm nay. Sáng chừng
em cầm bó đi, thắp lại xung quanh. Mọi người, tất cả oan hồn đầy tụ về đây, hãy tới đây. Nếu mà thực sự có những người khuất mặt khuất mày ở đây, hãy cho chúng tôi một tín hiệu. Thật sự ngày hôm nay của tôi tới đây chỉ để mà muốn khám phá thôi, chứ thật sự là không có hại ai hết, không có kêu chọc phá ai hết. Chúng tôi chỉ muốn vào đây khám phá. Cho nên mọi người nếu mà có tồn tại ở đây á, hãy cho tôi một cái tín hiệu. Bây giờ chúng ta sẽ đập máy và đi ra ngoài để xem là có cái tín hiệu gì trong đây không nha. Mọi người ở đây khuất mặt khuất mày, nếu mà có thật sự mọi người tồn tại ở đây, hãy cho tụi con một cái tín hiệu. Em đánh tắt rồi kìa, nãy giờ tắt mấy lần có thấy không, có quay được nãy giờ tắt mấy lần rồi đó, tắt mấy lần rồi đúng rồi, cái đó thôi, riêng cái đó thôi. Vừa mới nói là hãy cho tụi con một cái tín hiệu là tắt liền, không biết chặt có quay được. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đặt máy và đi ra ngoài nha. Nếu mà mọi người có thật sự tồn tại ở đây á, hãy cho tụi con một cái tín hiệu nha. Bây giờ Cường sẽ đặt cái camera ở đây và đi ra ngoài để xem là ở đây có cái hiện tượng gì lạ hay không nha. Bây giờ mọi người ra ngoài đi. Lấy cái bọc nha, lấy cái bọc. Đi ra ngoài, đi lấy cái máy ra ngoài. Là chúng ta sẽ đi ra phía ngoài sân thử rồi, coi thử rồi là có cái gì ở ngoài đây không. Hình như là ở đây là cây cối nó mọc lên tùm hết rồi ha. Nó không còn cái gì nữa chà. Ba cái gác mái đồ này nọ nó sụp hết rồi chà. Đúng rồi. Đó. Coi chừng rớt bãi đầu á. Ở Dương Hồ đâu? Không biết, hồi nãy mới thấy nó mà, gửi đi đâu rồi? Đâu đi kiếm nó thử đi. Dương Hồ ơi. Dương Hồ ơi. Ê! Mày không đi ra ngoài làm đây chi hả? Sao nó giống mày giống bữa vậy? Có gì nào nó bị không? Đây lại, dọn nó coi, mày lại dọn nó coi. Không. Rồi. Được rồi các bạn ơi. Không, sao? Rồi. Không. Nó ngồi yên bất động luôn rồi. Ê! Ê! Dỗ cho nó tỉnh đi, dỗ cho nó tỉnh đi. Dỗ cho nó tỉnh đi. Tát nó đi, tát nó đi. Ngọc, nó không theo dùng. Hả? Có nước không, có nước không? Cho nó uống miếng nước đi. Không, không có nước. Nóng hỏi rồi, nó nóng hỏi hả? Giờ tìm cách kiếm, đưa nó ra.